Rồi, nhớ đây rồi, ngồi đây đi cùng. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ ra. Bây giờ bạn trai giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên này biết. Dạ, chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm. Năm nay 35 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh. Nhà em ở Gia Lai và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Em đang phiên dịch tiếng Hoa ở xưởng. Giới thiệu với em, đây là nhà hàng của người Hoa luôn. Đâu giờ em giới thiệu thử một câu tiếng Hoa về bản thân mình, chị nghe thử coi. Ủa chưa chị chưa sao y sao, ủa sư đoàn hoàn lín, ủa chín thên tị sư lại chưa bên. Là gì? Nghĩa là em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm và lần đầu tiên em đến ở đây. À, rồi mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hành Thúy, năm nay em 34 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ừ, vậy hả? Bình dạ. Dương luôn hả? Bình Dương đoạn nào? Coi có gần anh này không? Dạ, em ở dưới thị xã chị, ở xã Vĩnh Tân á chị. Dạ, em ở thị xã Tân Uyên. Dạ, được. Gần nhau anh gần ơi. Gần nhau đúng không? Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán chị. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em có bốn anh chị em. Có gia đình hết chưa? Dạ, có hết, còn em còn chưa. Còn mình chị. Em phải không? Dạ. Mới 34 tuổi là tôi biết, còn có mình anh à. Rồi ở nhà có hối dữ lắm không? Dạ, có chị. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui tính, hòa đồng. Và điểm yếu thì là em nấu ăn thì không được ngon cho lắm. Chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính rồi. Và luộc trứng là món chính. Chắc dạ. Sống với ba mẹ là ba mẹ làm hết chứ gì. Dạ đúng rồi chị. Bởi vì vậy. Rồi nhưng mà mình có dọn dẹp phòng ốc nhà cửa gì không hay là mẹ luôn? Dạ mấy cái đó thì là em đi làm thì cuối tuần là em sẽ chịu trách nhiệm về phần đó. À, dọn dẹp nhà chịu cửa. Chịu trách nhiệm hả? Rồi mình có cái khuyết điểm gì nữa không? Em thì hơi khó tính một tí, với lại nóng tính nữa chị. Mấy cô chưa chồng đó là khó tính đó đúng không? Em có nghĩ vậy không? Tại vì cái bản tánh của mình nó vậy rồi chứ không phải chưa chồng là nó khó đâu chị. Khó từ hồi trẻ luôn đó hả? Dạ. Okay. Vậy điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có cái đặc biệt gì nữa không? Quạt bát, nhanh nhẹn nữa chị. Thôi vậy được rồi. Thế còn mình? Điểm yếu của em là kém về bên văn nghệ. Với bình thường hơi trầm một tí nhưng mà khi vui là rất là vui. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và sống tình cảm, sống có trách nhiệm và dễ hòa đồng, dễ gần. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu thì em nghĩ là chắc do mình sống vui với bạn bè nên là nhiều khi ví dụ như có một cái cuộc gì đó mà vui thì mình hay vui hết mình. Chơi là chơi tới luôn á phải không? Chơi quên đường về luôn á phải không? Không, vẫn nhớ đường về chứ chị. Thế về tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì em trải qua 3 mối tình. Mới đây nhất là cách khoảng 3 năm. Mối tình này thì quen có được 2-3 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ, vì hồi đó em ở Gia Lai và bạn ấy ở dưới Bình Dương. Nên hai người, nói chung bạn ấy cần một người ở gần mình hơn. Cho nên chắc có lẽ chị hiểu tại sao là chương trình lại ghép đôi hai bạn, chắc là lại gần nhau. Đẹp trai, cao ráo mà có 3 mối tình thôi hả? Trong chuyện tình cảm em nó lận đận nên là nó chỉ vậy thôi. Mà có nhiều phụ nữ theo không? Dạ, cái đó em không biết. Có bạn trai để ý mình không? Cái đó không có. Chứ tôi thấy cái style này là mấy anh cũng mê lắm nè. Không có chị ơi. Em ở trên Gia Lai mà con trai thích con trai nó ít lắm. À vậy hả? Vậy từ hồi xuống dưới Bình Dương? Ông thành phố thì bảo con trai thích con trai chắc nhiều. Bình Dương thì không, em không có ai. Không có ai. Là hiện tại giờ là ở không 3 năm nay rồi. Vẫn có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà nó không thấy hợp thì nên hai người không tìm hiểu nữa. Thế còn em gái tình trường của mình sao? Dạ em từ đó tới giờ thì chưa có tình trường nào hết chị. Chưa được mối tình cái nào gì? Hết. Cái gì? 34 tuổi luôn không có mối tình nào? Dạ. Lý do? Em cũng không biết lý do sao nhưng mà em quen không có được, giống như là không hợp sao chị. Mà có quen không? Ngắn ngắn cũng được, có mối tình nào ngắn ngắn chưa? Người ta có để ý thôi mà chưa có phải là tỏ tình chính thức nên chưa gọi là mối tình đâu chị. Có nghĩa là người ta không tỏ tình với em? Dạ, ta chỉ để ý mình vậy thôi. Mà em có để ý ai không? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao em không để ý ai rồi mình tấn công đại luôn, mình có. Tỏ tình luôn. Tại em mới để ý cái người ta bỏ người ta chạy hết trơn. Em làm gì người ta mà mới để ý mà người ta bỏ người ta chạy? Vậy em chưa làm gì luôn á. Mới nhìn em thôi là họ chạy rồi. Mà làm sao em biết người ta để ý mình? Người ta sẽ nhìn mình hoa là bằng ánh mắt chứ chị. Mình thấy mình cũng biết. Có ai quan tâm chăm sóc em gì đặc biệt hơn xíu chưa? Có lần là cái anh đó có hỏi thăm qua lại. Có nhắn tin hỏi thăm qua lại, điện thoại qua lại. Xong cái hôm đó em cũng hơi bệnh, cái anh nói bị sao, nói bị cảm, cái anh mua thuốc cho uống. Ừ đó, rồi sao không tiến tới, không được. Có sao, cái xong giờ anh đó mời đám cưới luôn. nghe bạn gái chia sẻ em thấy sao? Không, em thấy bảo tự nhiên anh ấy cưới luôn nên em thấy buồn cười thôi nhé.
rồi sao mà em nói sao, em làm gì mà người ta, mà em nói người ta nhìn thấy em cái là người ta chạy? Không biết sao chứ cái anh cũng có một người khác nữa à. Cái mà nói trực tiếp với cái chị giới thiệu á, nói nhìn bé đó dữ quá, thôi em cũng không biết sao luôn. Này em có thấy em dữ gì không? Dạ không, em thấy em hiền lắm chị. Chị thấy em có dữ không? Nhìn nhìn thôi mà thấy em dữ rồi đó. Không, tại vì phụ nữ nhìn phụ nữ nhận xét không có đúng. Thôi để lát nữa mở tấm màn ra rồi để bạn trai nhìn em coi có thấy em dữ không nha. Dạ. Rồi thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn bạn trai là phải cao 1m7 trở lên, người vui vẻ, hoạt bát, người phải biết hát. Mà em thì em không biết hát. Chị nghe không biết hát, bắt người ta biết hát. Dạ chị hát thì phải hát cho em là không biết hát thì người bạn em phải biết hát, hát em nghe. Để lát với lại tối hát nghe. Trời tối gọi là điện thoại hát em ơi, tối hát kia em ơi. Gọi điện thoại hát nghe chị, vui lắm. Gọi điện thoại hát nghe nữa hả? Dạ. Vậy chắc u em lạ quá cho nên mấy anh kia anh biết anh sợ anh chạy nè. Chứ không phải là do là nhìn em mà giữ mà người ta chạy đâu. Mặt hiền khô giữ gì đâu. Đâu đưa mấy cái hình em coi coi. Rồi. Tìm đi, cổ ở trọng đó, coi coi cô nào nhìn dữ chạy luôn đó. Còn em nhìn, muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em nói đi. Anh ơi, anh nhìn bạn nào mà dữ nhất á Nhật anh. Dữ nhất hả? Dạ đúng rồi. Coi chừng trong này cô nào cũng xinh mà. Bốn anh này có một anh đó. Tìm đi. Đoán đi. Em cho gợi ý em ơi. Cho ảnh một cái gợi ý coi nè. Mặc quần đen áo dài tím anh. Rồi. Em gợi ý khôn quá. Vậy anh cho em gợi ý bên đây đi. Em mới tìm ra được. Người hơi cao một chút. Anh đừng nói mà ấu khung nha anh. Bốn anh nào cũng thung. Anh ơi, ở trong đây cái hình bốn người này có người nào khác biệt nhất hả anh? Nhìn vô mà chạy liền hả? Sao tôi nhìn không ra cổ luôn ta? Rồi tìm ra chưa? Hết giờ rồi nè. Đâu? Cổ đâu? Chắc là... Cô nào? Cô này. Rồi giữ nguyên đó nha. Giữ nguyên hiện trường đó đi để tôi mở ra tôi mới biết được. Rồi bên đây đoán ra chưa? Anh em nào? Đó anh này. Anh đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Tôi phạt cặp đôi này nè. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Tự suy nghĩ hình phạt cho đối phương đi. Chào chào em. Đâu? Em đoán anh nào em đưa cho anh coi. Dạ em đoán này đúng không? Rồi bây giờ em thấy đúng không? Không, anh cũng ở một bên cạnh nhưng mà bên kia. Bên trái. Rồi bây giờ em đón cô nào em đưa cho cổ coi đi. Đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, anh hay hiệp. Hay luôn hả? Dạ. Chị nhìn thì tưởng cô này vậy em. Sao anh đón đúng hay vậy? Đón đúng hay vậy? Sao anh đón đúng hay vậy? Vậy là chị đúng rồi, đúng rồi. Thì anh, là em giữ anh nhất cầm trong lên đám tay này nên anh đoán cô này luôn. Cô đó đâu có giữ nhất đâu. Em chọn đâu phải tiêu chí giữ nhất đúng không? Dạ thấy, em thấy cũng xinh. Bây giờ phạt cổ gì đây? Nhường phụ nữ để tự chọn. Tự chọn hình phạt cho mình đi. Vậy thôi mình để lần sau nếu mình có cơ hội mình sẽ phạt sao hết anh ha. Cái kiểu mà gian nó bởi vậy là ế đó thiệt. Thế là đó. Em chọn cách đấy khôn quá. Dạ mình chọn đi em. Cô này cũng không biết hát, phạt cổ hát một đoạn. Dạ em hát nếu mà dở quá. Cái đó mới gọi là chơi hình nha. Phạt. Rồi dạ. Hát dở phải chê chứ. Mời em. Cháu lên bà cho dù mau dao, cầu hương cháu vì cháu không khóc nhè. Thôi tặng hoa cổ đi. Cũng có cố gắng. À, anh có tặng hoa trái tim. Bỏ hoa tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ em cũng có một món quà để tặng anh. À, anh cảm ơn. Dạ rồi. Trẻ đó, 34 tuổi vậy là trẻ đó. Cảm giác đầu tiên của mình khi mở cánh cửa trái tim này ra. Hôm nay nhìn thấy anh qua khung tim này thì em có cảm nhận như thế nào? Em rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên sao? Dạ. Ngạc nhiên vụ gì? Tại vì xanh nhìn trong hình với lại ở ngoài stylist trong hình style hơn á chị. À, ở ngoài anh cũng style mà. Hai tại vô hình chị. Rồi gì nữa? Dạ em cũng không biết nói gì, bối rối quá. Em mãn hay không? Theo em cảm nhận thì thấy được khoảng bao nhiêu, đáp ứng được khoảng bao nhiêu nhu cầu của em. Có một cái là anh không có thôi, là anh không biết hát thôi à. Còn những cái kia em thấy là phù hợp với em. Thì anh giới thiệu là điểm yếu của anh là hạn chế về văn nghệ mà. Dạ. Thì văn nghệ cũng cỡ em thôi, đâu có thằng nào tệ hơn em được. Dạ hát chắc cả làng bỏ trốn quá. Thôi được rồi, bây giờ sẽ tạo điều kiện thêm cho hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Một chút xíu nữa thì chị Tường sẽ đi sâu hơn vào cái cuộc trò chuyện này. Mời hai bạn thưởng thức bồ câu quay nè, thịt nai tiêu đen sốt kem nè, tôm hoàng kim sốt chanh, cơm chiên thịt cua sốt cải,
Wow, bốn món ăn hòa quyện ha, trưng bày rất là đẹp mắt thấy không? Bây giờ hai bạn vừa ăn trưa, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự tìm hiểu nha. Nhớ đừng để người ta chạy nha. Dần này lấy dây cột lại chị. Cột lại phải không? Rồi dạ, để chị ra chị kiếm dây. Rồi mời hai bạn ăn trưa ngon miệng. Mời chị. Tự nhiên dạ nha. Mời em. Dạ dạ. Ủa anh xuống với Bình Dương bao lâu rồi anh? Nói chung là đi xuống Bình Dương này thì anh cũng xuống về về suốt. Vậy hả? Đi dài vậy hả? Rồi anh có hay lên ở, anh bây giờ đang ở đâu ở Bình Dương? Anh hiện tại anh ở chỗ Tân Uyên. Tân Uyên mà chỗ nào, xã nào? Ở Khánh Bình. Khánh Bình. Cây xăng Kim Hằng em biết không? Dạ biết. Biết chỗ đó. Cũng gần đó. Anh làm ở đó luôn hả? Công ty đó luôn hả? Công ty cách đó khoảng một cây. Mà anh làm ở đó lâu chưa? Làm đó cũng mới, anh mới xuống mà. Mới xuống hả? À, vậy hả? Còn em làm đó lâu chưa? Em làm đây cả chục, hơn cả chục năm rồi. Em quê ở đó luôn mà, làm cũng gần nhà. Ủa vậy anh ở trọ đó hả? Ừ, trọ ở đó. Ủa mà anh học tiếng Hoa đó khó không? Tiếng Hoa thì nói chung nói thì cũng không khó lắm. Nói thôi chứ có viết không? Viết anh viết được một ít. Anh phiên dịch luôn hả? Phiên dịch ở xưởng, đa số là nói nhiều. Ồ, chủ quản của anh cũng là người Trung Quốc luôn? Chủ quản thì người Đài Loan. Em chắc nấu cơm ngon nhỉ? Dạ, nãy em nói là em nấu cho miếng luộc thôi anh. Mà luộc thì tốt cho sức khỏe lắm á. Không có ăn nhiều dầu mỡ. Nhưng hôm nào nấu anh ăn bữa. Anh chịu ăn đồ luộc không? Anh nghĩ là em nấu chắc là ngon. Anh nghĩ thôi chứ anh sẽ hết hồn á. Không, nhiều người thường người ta bảo nấu không ngon nhưng mà thật ra là rất là ngon á. Không có đâu anh, ngược lại đó, em có sao là em nói vậy á. Em người thật thà mà. Món luộc là món chính á. Nhưng mà khoản này anh không tin vội được. Không tin nổi hả? Không tin vội. Sao anh không tin tưởng em gì hết vậy? Thì em phải chứng minh đi. Vậy bữa nào đi, em luộc cho anh ăn. Ăn ngon rồi. Đồ ăn ngon không? Dạ ngon chị. Dạ ngon. Mà lo tâm sự nhiều hơn lo ăn đúng không? Cái cơ hội bữa nay mà đừng bỏ chạy mà chị. À nãy giờ có buộc được chưa? Chị đi kiếm hoài luôn mà không ra sợi dây. Vậy chắc bích cửa quá chị. Mình lại mình đóng cửa. À đóng cửa ra luôn hả? Dạ. Sao cô gái dễ thương vậy mà bữa giờ đó giờ 3-4 năm không ai phát hiện ra ta. Không phải đóng cửa đâu em. Anh có đi đâu đâu mà đóng cửa. Sợ anh chạy đó. Không chạy đâu. Gần nhau quá mà tiện giờ mình tìm hiểu nhau kỹ hơn xíu. Ủa mà sao em lại là biết tiếng Hoa? Em học tiếng Hoa từ khi nào? Em có học xong rồi em lại đi xuất khẩu lao động Đài Loan với Singapore. Đi được bao lâu? Qua Đài Loan 6 năm. Xong về xuống Sài Gòn, Bình Dương làm rồi lại về lại đi Singapore. À, rồi đi Singapore bao lâu? Singapore em đi được có hơn 1 năm. Thế biết tiếng Anh không? Tiếng Anh thì biết sơ sơ thôi. Chà, về cũng phải có mới vốn mà nha. Giờ đủ điều kiện lấy vợ chưa? Mấy năm đi bên kia thì em về gửi tiền về thì cho bố mẹ xây nhà cửa, mua đất đồ. Có nhà cửa, có đất nữa hả? Giờ thì nói chung em chưa có gì. Chưa có gì, có nhà cửa cho bố mẹ là báo thì em đang ở Bình Dương mà. Ừ, lo cho mẹ, ba mẹ xong xuôi rồi mình mới có tập trung vô mình lo cho vợ con. Nhưng mà nếu vậy thì bây giờ nếu lấy vợ thì sao ở đâu? Nói chung em cũng vẫn muốn làm ở Bình Dương này. Nếu sau này bố mẹ em già có lẽ em sẽ về ở quê. Về Gia Lai? Cái chuyện già còn xa lắm. Đương nhiên vợ em ở với em tới đó rồi đương nhiên phải đi theo em rồi. 6 năm trời ở bên nước ngoài có quen bạn gái bên đâu? Dạ, 6 năm bên đó cũng có quen một cô quê ở ngoài Hà Nội. Rồi sao? Nhưng mà sau em bị đá. Ủa sao nãy lúc hỏi tình duyên không kể vụ đó? Dạ, em nói tình duyên em lận đận. Lận đận trong đó có vụ đá trong á. Thí dụ giờ cô bắt rễ được không? Em không thích ở rễ. Sao vậy? Ba mẹ vợ cưng lắm luôn. Ở gần thì được nhưng mà em không thích ở rễ. Thật sự ra mình có những mối quan hệ bạn bè mà nhiều khi về cái ví dụ ở với bố mẹ thì bố mẹ lớn tuổi nó sẽ không được thoải mái lắm. Anh vậy ở kế đúng không? Ở kế thì được. Ở gần là được. Dạ, với cả anh với bố mẹ không ở chung nhưng mà ở kế à? Anh cũng không muốn ở chung. Ngày mai mốt có về Gia Lai cũng không ở chung. Ý là mình ở gần thôi. Ở gần thôi. Cho nó chăm sóc sớm hơn thì được. Hai vợ chồng có trẻ mà có cái không khí nó khác.
Chị thấy cái mặt em cũng có vẻ thích không gian riêng hơn đúng không? À, trên tay chị là những cái yêu cầu của chương trình giúp cho hai bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn hoặc là có gì đó qua lại cho nó vui vui. Bóc một lá đi rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Xin phép em cho anh nắm tay em cả. Nắm tay nó khác bắt tay nha. Nắm tay nó khác bắt tay. Để anh nắm lại. Em thả ra anh nắm lại. Sao anh run vậy anh? Run hả? Anh không càng biết làm lại không anh? Cô nói quá ta chạy bây giờ. Im lặng và cảm nhận nè. Nhìn nhau 30 giây nè. Nói thật đi anh. Thấy anh run hả? Anh thấy bình thường mà. Vậy anh nói thật đi. Cảm nhận về anh như nào? Thấy nó rất là ấm áp. Còn em? Sao em thấy anh run và anh lạnh lắm chị? Chị cầm tay em cái xem. Đúng không? Tay này, tay này bị hơi bị phong thấp, hơi ướt ướt nên nó lạnh. Chứ không phải run, dù khi cái tay tay vậy á, dù khi là ăn giò gà nhiều quá. Đúng rồi, tay hơi lạnh thiệt. Phải hơi lạnh. Rồi, mời em. Yêu cầu hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói cảm nhận. Trời, cái cặp này sướng quá trời, gì nắm tay rồi ôm nhau quá trời cái này, kể xấu nhau rồi không bóc. Chứ nè, đọc cho kỹ, không phải là cài hàng ôm nhau nắm tay đâu nha. Mà tại hai người là có duyên đó, có sự va chạm. Rồi mời bạn trai qua đây đi, chứ không lẽ để bạn gái qua đây cũng kỳ. Ôm nhau 30 giây, ôm nhau nha. Hiểu cái từ ôm nhau không? Mình là có kinh nghiệm nè, ta chưa có được trai đụng vô bao giờ. Em chưa biết gì hết. Đó. Vậy gì sao? Vậy? Ôm nhau mà trời ơi. Không, nghĩ là để cái này là bên phần bạn nữ mà. Nên để cho bạn ấy thực hiện. À. Còn giờ em sang mà là ôm em là em không? Em là người ôm em. Không? Ừ, kệ đi em. 30 giây cảm nhận. Đủ 30 giây chưa chị? Chưa, sát vô, bớt nói. Tôi không có nhìn đâu. Ôm chặt chặt đi. Được gì chưa? Dạ rồi. Dạ ai run? Dạ nãy anh run mà giờ em run. Anh ấm hơn lúc cầm tay chị ơi. À, người anh ấm, tay dạ, anh lạnh. Dạ đúng rồi. Tay anh lạnh nhưng người anh ấm. Em thấy tim em đập rung quá. Vô đây bắt nhịp tim coi. Bình thường chị. Hy vọng lần tới tôi bắt nhịp của em là nó có hai nhịp đập. Hiểu không, hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu rồi, trời ơi, 34 tuổi sao không hiểu được. Em cảm nhận sao với cái ôm của cô gái này? Nói chung là em cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc. Thật ra chị Tường giỡn để cho hai em vui á, để cho thoải mái. Thật ra đó là những cái mà chương trình cũng muốn tạo điều kiện để cho hai em có những cái trao đổi, có những cái tiếp xúc để mình cảm nhận được nhau. Bởi vì sau cái ôm này là đến cái thời khắc quan trọng nhất. Thật sự có rung động thì mới bấm nút. Không phải bấm nút về lịch sự. Bấm nút là để mình tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu và tiến tới lâu dài. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn đều bấm rất chậm. Nhưng mà cùng một nhịp. Thường ta bấm hấp tấp lắm. 1, 2, 2 rưỡi là bấm rồi. 3 rồi làm tôi hơi bị thót tim, không thấy ai bấm cả. Nhưng mà hai cái tiếng bấm cùng nhau hòa chung một cái nhịp, đây có lẽ là tín hiệu mừng chăng. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Trước tiên là nắm tay nhau, tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ tại chương trình Hẹn Trưa. Anh xin phép. Dạ rồi. Trời ơi, nụ hôn mà nó nồng nàn, nó nhìn trời ơi, nó dễ thương gì đâu luôn á. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản bản thân mình, họ và tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị, em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83. Em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà và em hiện tại ở Thạch Thất Hà Nội. À, Thạch Thất Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? Điểm mạnh của em thì
có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này mình nghe nhé. Ví dụ như vậy là đối diện với người khác giới mà người ta nói một cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủ thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. À, hay tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? Nói chung là em kết hôn năm 2007, thì em sinh năm 83, nhưng em này kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu. Đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến năm 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất. Mất năm nay là 8 năm. Với lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay chương trình thôi thì em cứ liều em tham gia thôi. Còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, cho các cháu nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1, và cháu nhỏ mới được 17-18 tháng ấy. Cho nên là em cũng thực sự là em chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình, em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi. Thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc với gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy, thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở mà bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học, thì em sợ là em sắp xếp được để có người. Dạ vâng. Có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về, theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé. Tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi á. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé. Để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở, chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có hả anh? Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À, thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À, thế à? Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu, thì như thế nó cũng vẫn không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng. Và bọn em cũng không muốn làm như thế. Dạ. Chứ không, cũng không muốn là người chơi tham gia liều tham gia này kia. Nếu như thế mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cố là em ý định đấy. Dạ vâng, cho bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhé. Dạ, em muốn không cần quá giỏi quá tài, nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút, cho em có thể cùng chăm lo con được với em.
thì những cái tiêu chí khác thì em không cần là phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả, ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho cả cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có ạ. Độ tuổi từ 50 trở về. Bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có cái người và có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ, chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ. Thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không dám nghĩ đến điều ai và lấy ai. Rồi, ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen. Nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhá. Dạ, vâng ạ. Đó là kiểu, em cảm ơn chị nhiều ạ. Đây là một buổi casting với bạn Nguyễn Hò ha, thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết hả chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5 tháng 1 năm 1998. Em quê em ở Hậu Giang, em đang làm việc. Em đang làm chuyên viên marketing một bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu và Sóc Trăng ạ. Chị nhanh thôi. Ở Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade. Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em là em có mục tiêu rõ ràng. Em biết em làm cái gì tiếp theo. Rồi em chăm chỉ. Nếu có em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nhớ không được tốt. Nấu ăn cũng không ngon. Alo. Có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc ơi, anh nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon, rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình. Nhưng mà kéo dài. Ý em bật cái em ngồi gần chiếc camera xuống được không, tại vì nó bị chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta. Dạ, để em bật 4G thử. Tín hiệu mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi đấy nha. Em nói chuyện này nhá. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè? Dạ cũng không có lâu lắm, chỉ có một tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ cũng quen.
quen được một tháng đúng không? Rồi còn sau mỗi từ một tháng đó em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em á là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc cũng môi trường của em cũng nữ nữa nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình một tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó ước đen cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ rồi biết nhau là qua qua bạn. Ừ, biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay nhưng mà chưa có hôn. Trời đất ơi! Yêu xa mà chị. Ừ, có nắm tay chưa hôn. Là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Ok, chị bây giờ đến với chương trình nè. Em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? Có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Là thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn, đi chơi. Mà em ăn chơi, ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi, ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao? Ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào, 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ? 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu. 15 triệu. 15 triệu. Rồi ok. Rồi, quê quán nè, em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ mà là Sóc Trăng. Tuổi tác. Hơn tuổi em nhưng mà được sinh năm 1994. Kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy, 1994 mạng quả đúng không? Rồi bà mê tín quá bà ơi. Trời. Nhưng em không mê tín lắm nhưng mà gia đình em mê tín. Vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu đó chị biết chị kiếm? Dạ, trên 26 tuổi. Đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi. Rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn 1m7. Cao trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m55. Trời ơi gì vậy bà? Ủa, thì cách 55 kiếm 1m63 là được rồi. em muốn 1m7 tại vì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Cũng cho nó uống sữa. Rồi, thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm. Mập được không? Mập được không? Cũng được. 98 kg được đúng không? Đúng mà. Có đòi hỏi nữa. Rồi ok. Còn mong muốn dễ bạn trai nữa không nè? Em cũng biết. Đã, ví dụ như bạn bạn không được. Rồi ok. Đây là một buổi casting ha. Thì có gì là
sẽ nếu nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bài biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ chào chị nhá, chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái điểm mạnh điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Em sinh năm 1985 Vâng. ạ. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Công Chị Hà làm công việc gì? việc em là công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì hả chị? À, em làm bên nồi thất á, ghế sofa với lại may rèm nữa. Mây rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu? Trung bình mỗi ngày thì được 8 9 triệu đến được. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thích chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, cái điểm yếu à? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy, không có, với lại cái cam chiều cũng hơi hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu, xong rồi lý do chia tay? Năm kết hôn vào năm 2000 à quên 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao thì kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi Tàu em lấy chồng và vào trong này. à? Lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này. Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp. Rồi cũng À. cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi ly hôn thì chồng về quê làm. Thế ở ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, vợ chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con định hình lại mấy mẹ con ở. Vâng. À, bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung thì em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc thì nói thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu có nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông người biết chia sẻ với phụ nữ là được rồi, không có vụ cô cũng cờ bạc cả được. Rồi. Chị về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao lại chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, vậy À. em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi.
cụ thể với nhau về già thôi chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Rồi. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh ấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đấy. Em cũng không phải là em phân bì này kia nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng cũng có nhiều cái vậy đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Nghĩa là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc vào bên đó nữa nhưng mà được. Ý là Dạ. em chỉ, nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này, đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá hay nên em không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có bay ngược là được. Rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai 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 con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình đúng không ạ? À, hai con nó thì không có biết nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào không ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ À. đâu. Nên nhiều khi dẫn tôi vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, cho em hỏi Vâng, là rồi. nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không không có quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì cũng 10 hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt ạ. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50, 50 là 45 đó. Từ 45 tính cho đến 50 đúng không? Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.